đã nhớ được không cô? Lớn là khôn ngoái nhưng mà con cái trẻ con lắm. Con nghe lắm. Cô nha. Lấy ở tận đâu thì lấy em bé với ta không qua được. Bây giờ đi khó. Thế à? Chưa được một cân. Lấy một cân đấy. Bạn nào cũng như nhau. Trời ơi, hôm nay không có người ăn lẩu không có nè. Rồi là chưa lấy chị Xuân. Con nhào mất tiền con nhé. Của em ở đâu? Em đang đi hả? Ê, má vào nhà cho. Má này, má này chút mình tiếp với cái chút. Má này vào. Nghe muốn hút không mở hả? Tức bên hơn đi nha. Mỗi bút kiếm cao kiếm quyết đi lắm. Em cũng vừa làm nè. Làm thôi thì mới phải ăn chứ. Nay được 3 hôm á. Mình chưa cưỡng lại được. Quán thấy bảo thế nhưng mà không biết được rồi. Hai cơ. Thank you.
món khỏi là còn ăn chưa đâu, còn nhẹ. Thank you.
Thank you.
Bye.